Đột nhập trại cá bé màu siêu to khổng lồ hơn 1.000 hồ tại Long Xuyên. Đây là anh Quý Trần, chủ của trại Nai Guppy Farm nha các bạn. Ở đây á thì với số lượng mình nhìn sơ sơ chắc cũng phải hơn 1.000 á. Mình biết anh Quý cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên để mà đến trại. Để mình quay tổng quan cho các bạn xem nha. Rồi một chút nữa tôi sẽ dẫn mấy ông đi xem chi tiết từng hồ luôn. Vừa bước vào thì đập vô mắt mình là một dàn hồ kiến. Nhìn sơ sơ có mấy chục dòng cá bé màu đó mấy ông, đủ màu hết trơn. Tôi nhìn mà còn mê nữa, nó huống gì là mấy ông nè. Ở đây là cái dàn hậu kiến hay là ở khay nhựa gì cũng vậy hết á, đều có hệ thống thay nước để mà tiết kiệm thời gian. Cái khu bên này á là cái khu tanh nhựa, được ốp mica. Mấy cái con đâm mua sọt nhìn thấy cưng quá trời luôn nè mấy ông. Còn phía bên đây á là cái khu tanh 100 lít dùng để mà nuôi cá giống nha. Những em cá giống sẽ được nuôi tích hợp trong cái lồng này. Khi nào đẻ á, cá con sẽ tự chui lọt ra bên ngoài, để mà hạn chế tỷ lệ hao hụt ăn cá con của dòng cá bé màu. Phía sau này á là khu vực trữ trùng chỉ với là ấp Batamia nè. Ngày xưa lúc mà mới tập nuôi cá bé màu á thì mình cũng có mua rất là nhiều cá của anh Quý Trần luôn. Để mình đi quay một vòng xem các dòng cá đây cho các bạn xem nha. Để mà nuôi được mấy chục dòng cá bé màu với số lượng hơn 1.000 hồ như vậy á thì phải cần rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Mình đã nuôi được hơn 5 năm rồi, còn anh Quý á nuôi lâu hơn mình nữa. Hồi nãy giờ tôi chỉ quay sơ sơ cho mấy ông xem thôi nha, chứ để mà quay hết chắc tới chiều luôn á. Cái khúc này là anh Quý đang đóng cá để gửi đến tay mấy ông nè. Trại mỗi tháng xuất ra hàng ngàn cặp, các bạn có thể tìm Nai Guppy Farm là ra. À mà tôi đố mấy ông kể tên được những dòng cá bé màu tôi quay hồi nãy giờ đó.